Sáng ngày 24 tháng 7 năm 2018 tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng cuộc thi Ý tưởng sáng tạo cải cách hành chính từ cuộc thi Thanh niên với cải cách hành chính và văn hóa công sở trong Đoàn viên Thanh niên khối các cơ quan Trung ương. Tại lễ phát động, Ban Thường vụ Đoàn khối đã thông tin về cuộc thi Ý tưởng sáng tạo về cải cách hành chính do Trung ương Đoàn phát động. Cuộc thi hướng đến đối tượng tham gia gồm đoàn viên thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 35. Tác giả của mỗi ý tưởng dự thi có thể là cá nhân hoặc tập thể. Cuộc thi bao gồm các ý tưởng sáng tạo về cải cách hành chính trong các lĩnh vực tiêu biểu như công tác tuyên truyền về thủ tục hành chính, cải cách thể chế và thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tài chính công, v.v. Thí sinh tham gia cuộc thi có thể lựa chọn một trong hai hình thức, ý tưởng trực tuyến và ý tưởng sáng tạo. Với hình thức trực tuyến, thí sinh đăng ký dự thi tại cổng thông tin Ngân hàng Ý tưởng sáng tạo Thanh niên Việt Nam tại địa chỉ www.ýtưởngsángtạo.net và ứng dụng di động Sáng tạo Trẻ. Căn cứ kết quả bình chọn, ban tổ chức sẽ lựa chọn ý tưởng xuất sắc mỗi tuần và hàng tháng. Theo đó, giải nhất tuần trị giá 500.000 đồng, giải nhất tháng trị giá 1 triệu đồng và được xét tuyển vào vòng chung kết cuộc thi. Đối với hình thức ý tưởng sáng tạo, các thí sinh đăng ký tham gia ý tưởng trực tuyến, đính kèm file trình bày ý tưởng một cách rõ ràng, đầy đủ, các phần, đặt vấn đề, nội dung ý tưởng, giải pháp thực hiện, đề xuất. Thời gian tổ chức cuộc thi từ tháng 6 đến hết tháng 10 năm 2018. Vòng chung kết và trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 11 năm 2018. Với cơ cấu giải thưởng, một giải nhất trị giá 20 triệu đồng, một giải nhì trị giá 10 triệu đồng, 3 giải ba mỗi giải 3 triệu đồng, 10 giải khuyến khích mỗi giải 1 triệu đồng, 3 giải tập thể mỗi giải 2 triệu đồng.